Ok, sau khi các bạn đã có được địa chỉ IP của máy in thì chúng ta tiến hành cài driver cho máy. Đầu tiên các bạn kết đôi vào driver của máy. Accept, yes. Rồi. Install. Tại bữa nay thì các bạn chọn xuống dòng network để được thiết lập được cổng mạng cho Mi. Tiếp theo các bạn chỉ chọn lên model máy của các bạn. Hiện tại thì mình đang sử dụng con EZ520. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn sẽ tạo bộ cho Mi đúng với địa chỉ IP mà máy đã nhận. Các bạn chọn receiver TCP IP như vậy. Tại bữa nay thì các bạn sẽ điền địa chỉ IP mà chúng ta đã chưa test được. Máy tính sẽ bắt đầu đi test cái địa chỉ này. Thời gian sẽ hơi lâu. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ test ở bước này. Rồi, máy đã nhận được cái bột là 1.125. Finish. Rồi, nó sẽ hiện ra cái bột mà các bạn mới tạo. Các bạn chọn chính bột này rồi nhé. Cái này thì nó hỏi là các bạn có muốn share máy in cho những máy khác không? Thì các bạn chọn không? Và xem thì theo nhu cầu cho các bạn. Rồi xong, quá trình cài đã xong, các bạn vào kiểm tra thử máy tính đã hiện được máy in codec chưa. Define printer. Đây, máy đã nhận được driver của Godet với địa chỉ như này. Bây giờ mình sẽ in test thử máy in đã làm được IP chưa.